Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện app, tải ngay Avezac. Hello everyone, xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với Unit 4, My Neighborhood, khu xóm của tôi. Các em hãy mở trang 38 ra nhé. Trong bài này chúng ta sẽ có các nội dung chính như sau. Về phần từ vựng, chúng ta sẽ học các từ vựng để gọi tên một số nơi trong khu phố. Từ vựng dùng để chỉ đường. Từ vựng dùng để miêu tả một khu phố. Về phần phát âm, chúng ta sẽ học âm i và âm i. Về phần ngữ pháp, chúng ta sẽ học các tính từ để so sánh như là smaller hay là more expensive. Về phần giao tiếp, chúng ta sẽ học cách nói về và tả một khu phố hoặc là hỏi và chỉ đường. Sau đây chúng ta sẽ đến phần Getting Started với chủ đề là Lost in the Old Town, có nghĩa là gì nhỉ? Bị lạc ở trong khu phố cổ. Vậy chúng ta hãy nhìn vào bức tranh này nhé. Chúng ta có ba bạn nam phải không nào? Ba bạn này sẽ là Phong, Nick và Khang. Các em có thể thấy là các bạn đang đi dạo một khu phố rất là cổ phải không nào? Tường nâu và cũ rồi. Và nhà thì san sát nhau. Các bạn đang cầm một tấm bản đồ để chỉ đường đúng không nào? Vậy chúng ta hãy nghe đoạn audio để nghe xem ba bạn này nói về chuyện gì nhé. Unit 4, My Neighborhood, page 38, Getting Started, Activity 1, Listen and Read. Wow, we're in Hoi An. I'm so excited. Me too. Yes, it's so historic. So, where shall we go first? Let's go to Chua Khao. Well, the map says Tan Kee House is nearer. Shall we go there first? Okay, sure. Shall we go by bicycle? No, let's walk there. Okay. First cross the road, turn right, and then go straight. Okay, let's go. Wait. What's up, Fong? Where are we now? I think we're lost. Oh, no. Look, there's a girl. Let's ask her. Excuse me, we're lost. Can you tell us the way to Tan Kee House? Tan Kee House? Keep straight, then turn right. But it's quicker to turn right here, then turn left. Thank you so much. My pleasure. Nick, let's hurry. Vậy là chúng ta đã nghe xong phần audio rồi. Sau đây sẽ là phần trả lời các câu hỏi để hiểu bài hơn. Nhưng mà trước khi làm phần đấy, cô sẽ dịch bài này ra nhé. Đầu tiên là Phong nói: Wow, chúng ta đang ở Hội An. Chúng mình đang ở Hội An. Mình thật là phấn khích. Nhưng Nick nói: Mình cũng vậy. Khang: Thật vậy, thật là cổ kính. Phong nói: Vậy đầu tiên chúng mình đi đâu nào? Nick trả lời: Hãy đi đến chùa cầu đi. Phong nói: Xem nào, bản đồ chỉ rằng nhà Tân Kỳ gần hơn đấy. Hay là chúng mình đến đó trước nhé? Nick và Khang đồng ý. Ừ, chắc chắn rồi. Phong nói: Chúng ta đi bằng xe đạp phải không? Nick trả lời: Không, hãy đi bộ đến đó đi. Phong nói: cũng được, đầu tiên là băng qua đường, sau đó rẽ phải rồi đi thẳng. Nick nói: Được rồi, hãy đi nào. Sau một lúc thì Phong nói: Chờ đã. Khang hỏi: Có chuyện gì vậy, Phong? Phong trả lời: Bây giờ chúng mình đang ở đâu đây? Tôi nghĩ là chúng mình bị lạc rồi. Nick nói: Ôi không, nhìn kìa, có một cô gái, hãy đến hỏi cô ấy đi. Phong nói: Xin lỗi, chúng tớ bị lạc đường, bạn có thể chỉ chúng tớ đường đến nhà Tân Kỳ không?
Cô gái trả lời, nhà Tân Kỳ à, hãy đi thẳng, sau đó rẽ phải. Nhưng bây giờ rẽ phải ở đây và rẽ trái thì sẽ nhanh hơn. Phong nói, cảm ơn bạn rất nhiều. Cô gái trả lời là, không có gì đâu. Và Phong trả lời là, Nick, nhanh lên nào. Vậy là chúng ta đã xong bài... Chúng ta đã xong phần audio của bài Lost in the Old Town. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến phần làm bài tập nhé. Sau đây chúng ta sẽ đến với bài A của bài 1 nhé. Read and put the actions in order. Hãy đọc và sắp xếp những hành động sau theo thứ tự đúng. Đầu tiên chúng ta có câu 1. The girl gives directions. Cô gái chỉ đường phải không nào? Câu số 2 sẽ là Nick, Khang and Phong arrive in Hội An. Nick, Khang và Phong đến Hội An. Câu số 3 sẽ là Nick, Khang and Phong decide to go to Tân Kỳ House. Nick, Khang và Phong quyết định đi đến nhà Tân Kỳ. Câu số 4 là Nick, Khang and Phong get lost. Nick, Khang và Phong bị lạc đường. Câu số 5 là Phong looks at the map. Phong nhìn vào bản đồ. Câu cuối cùng là câu số 6. Nick, Khang and Phong walk quickly to Tân Kỳ House. Nick, Khang và Phong đi bộ nhanh chóng đến nhà Tân Kỳ. Chúng ta hãy nhìn vào bài đọc để chúng ta sắp xếp lại các câu này nhé. Đầu tiên các em hãy nhìn vào câu đầu tiên của Phong nhé. Wow, we're in Hội An. Cha, chúng ta đang ở Hội An. Vậy từ câu này chúng ta có thể suy ra câu đầu tiên chắc chắn sẽ phải là câu 2 phải không nào? Nick, Khang and Phong arrive in Hội An. Nick, Khang và Phong đến với Hội An. Câu đầu tiên sẽ là câu 2 nhé. Câu tiếp theo các em nhìn. Phong nói, well, the map says Tân Kỳ House is nearer. Theo bản đồ thì nhà Tân Kỳ ở gần hơn. Vậy chúng ta có thể suy ra lúc này Phong đang nhìn ở bản đồ phải không nào? Vậy chúng ta có thể suy ra câu tiếp theo sẽ là câu số 5. Phong looks at the map. Tiếp theo sẽ là câu số 5 nhé. Chúng ta lại nhìn vào bài đọc. Phong nói, shall we go there first? Chúng ta đi đến đó trước nhé. Phong đang hỏi là chúng ta đi đến nhà Tân Kỳ trước nhé, phải không nào? Và Nick và Khang đều trả lời là được rồi, phải không? Vậy họ đã quyết định đi đến nhà Tân Kỳ. Vậy chúng ta sẽ chọn câu số 3, phải không nào? Nick, Khang and Phong decide to go to Tân Kỳ House. Câu tiếp theo sẽ là số 3 nhé. Tiếp theo, chúng ta lại nhìn vào đoạn đối thoại. Sau khi họ đến, tìm đường đến nhà Tân Kỳ, thì các em hãy nhìn vào câu này nhé. Khang, what's up, Phong? Và Phong trả lời là where are we now? I think we're lost. Có chuyện gì vậy Phong? Chúng ta đang ở đâu vậy? Tôi nghĩ là chúng ta bị lạc đường rồi. Ba bạn bị lạc đường phải không nào? Vậy chúng ta hãy nhìn vào đây. Chúng ta có thể suy ra là câu tiếp theo sẽ là câu số 4. Nick, Khang and Phong get lost. Câu tiếp theo sẽ là câu số 4 nhé. Tiếp theo, chúng ta hãy nhìn vào bài hội thoại. Các em hãy nhìn vào lời thoại của Nick nhé. Oh no, look, there's a girl, let's ask her. Ôi không, nhìn kìa, có một cô gái, hãy hỏi cô ấy đi. Sau đó, Phong hỏi đường đến nhà Tân Kỳ và cô gái chỉ đường cho Phong không nào? Vậy, chúng ta có thể suy ra câu tiếp theo sẽ là câu số 1, the girl gives directions. Chúng ta hãy điền vào đây nhé.
Vậy câu cuối cùng chúng ta có thể suy ra là câu số 6, Nick, Khang and Phong walk quickly to Tanki House. Chúng ta cũng có thể kiểm chứng lại bằng cách nhìn vào đoạn đối thoại nhé. Câu cuối cùng của Phong là Nick, let's hurry. Nick, nhanh lên nào. Có nghĩa là Phong đang bảo Nick nhanh chân đi đến nhà Tân Kỳ. Vậy chúng ta đã làm xong bài A với thứ tự của các câu là câu 2 đến câu 5, câu 3, câu 4, câu 1 và câu 6. Chúng ta đã làm xong bài A rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài B nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến bài 3. Match the places below with the pictures, then listen, check and repeat the words. Có nghĩa là nối những từ ở khung màu xanh ở đây với những bức tranh ở phía dưới. Sau đó lắng nghe, kiểm tra và lặp lại những từ này. Những từ này đều là những từ chỉ nơi chốn hết. Chúng ta sẽ cùng đi giải nghĩa hết những từ này nhé. Đầu tiên chúng ta có từ statue, có nghĩa là tượng. Square, có nghĩa là quảng trường. Railway station là ga xe lửa. Cathedral là nhà thờ. Memorial là đài tưởng niệm. Art gallery có nghĩa là triển lãm nghệ thuật. Chúng ta có temple, có nghĩa là ngôi đền. Và palace là cung điện. Chúng ta hãy cùng nối những từ này nhé. Chúng ta thấy bức tranh số 1 là một khoảng trống, một sân cỏ rất rộng mà không nào. Và ở phía xa là Lăng Bác. Vậy chúng ta có thể suy ra đây là một khu quảng trường. Vậy câu số 1 chúng ta sẽ nối với square 1E. Tiếp theo, bức tranh số 2, chúng ta có thể thấy đây là một tòa cung điện phải không nào? Rất sặc sỡ và nhiều màu sắc. Vậy câu số 2 chúng ta có thể nối với palace, 2H, palace. Bức tranh số 3, chúng ta thấy đây là một nhà thờ phải không nào? Đây là kiến trúc của nhà thờ. Vậy thì chúng ta sẽ nối với cathedral, 3F, cathedral. Tiếp theo là bức tranh số 4. Đây là một đài tưởng niệm phải không nào? Chúng ta có thể nối với memorial, 4C, memorial. Tiếp theo là bức tranh số 5. Có rất nhiều người đang đứng ngắm những bức tranh phải không nào? Những bức tranh cũng rất là đẹp. Vậy chúng ta có thể hiểu đây là một art gallery, triển lãm nghệ thuật. Chúng ta sẽ nối bức tranh số 5 với G. Tiếp theo là bức tranh số 6. Chúng ta đã nhìn là biết là đây là một bức tượng. Và bức tượng thì sẽ là statue 6A. Tiếp theo, bức tranh số 7. Các em có thể thấy đây là một xe lửa màu đỏ phải không nào? Một tàu hỏa màu đỏ. Và mọi người đang đứng chờ để đi lên xe lửa. Vậy chắc chắn đây sẽ là một ga xe lửa. Câu số 7 sẽ phải nối với railway station 7B. Cuối cùng là câu số 8. Đây sẽ là một ngôi đền phải không nào? Có một lư hương ở phía trước. Câu số 8 sẽ là temple 8D, temple. Vậy sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần audio, sau đó lặp lại nhé. Kiểm tra và lặp lại. Unit 4, page 39, getting started. Activity 3, match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. 1. E. Square. Square. 2. H.
Palace. Palace. 3. F. Cathedral. Cathedral. 4. C. Memorial. Memorial. 5. G. Art gallery. Art gallery. 6. A. Statue. Statue. 7. B. Railway station. Railway station. 8. D. Temple. Temple. Vậy là chúng ta đã làm đúng hết các câu và chúng ta cũng đã lặp lại được các từ rồi phải không nào? Chúng ta đã làm xong bài 3 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài 4 nhé. Chúng ta sẽ đến với bài 4. Think about where you lived. Work in pairs. Ask and answer questions about it. Có nghĩa là hãy nghĩ về nơi bạn sống. Hãy làm việc theo cặp, hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi mà bạn sống. Chúng ta có một ví dụ ở đây. Is there a theater in your neighborhood? Yes, there is. No, there isn't. Có nghĩa là có cái rạp chiếu phim nào ở trong khu phố của bạn không? Có một cái hoặc là không, không có cái nào. Và cô đã làm một ví dụ ở đây rồi. Các em hãy cùng xem nhé. Chúng ta có Is there a cinema in your neighborhood? Có rạp chiếu phim nào ở trong khu phố của bạn không? Chúng ta có thể trả lời là No, there isn't. My neighborhood is in the outskirts of Hà Nội. Không, không có cái nào đâu. Khu phố của tớ nằm ở phần ngoại ô của Hà Nội cơ. There are many paddy fields. Có rất nhiều ruộng lúa ở đấy. Mình có thể nói tiếp là It sounds interesting. Ồ, nghe thú vị đấy. Vậy bây giờ bạn B sẽ hỏi là Do you want to visit my home next weekend? Bạn có muốn đến thăm nhà của tớ vào cuối tuần tiếp theo không? Bạn A có thể trả lời là Yes, how far is it from our school to your house? Có, từ trường của chúng ta đến nhà của bạn thì bao xa? Bạn B có thể trả lời là It's about 5 kilometers. Khoảng 5 cây số phải không nào? Các em có thể cùng với bạn của mình để nghĩ ra những đoạn hội thoại như thế nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 5. Match the instructions in the box with the pictures. Có nghĩa là nối những cái hướng dẫn ở trong bảng dưới đây với những bức tranh ở phía dưới. Chúng ta có những hướng dẫn là Turn left at the traffic lights. Có nghĩa là hãy rẽ trái ở đèn giao thông. Go along the street là đi dọc theo con đường này. Go straight on có nghĩa là đi thẳng. Go to the end of the road có nghĩa là đi đến cuối đường. Take the first turning on the left. Hãy rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên. Go past the bus stops có nghĩa là hãy băng qua trạm xe buýt. Và cuối cùng là cross the street là hãy băng qua đường. Chúng ta có bức tranh số 1 là một bức tranh có mũi tên chỉ đi thẳng, đúng không nào? Đi thẳng theo một con đường. Vậy chúng ta sẽ chọn go straight on. Bức tranh số 1 sẽ là go straight on. Tiếp theo là câu số 2. Bức tranh số 2. Chúng ta thấy có đèn giao thông ở đây và mũi tên chỉ rẽ trái. Vậy chúng ta có thể suy ra bức tranh số 2 sẽ là turn left at the traffic lights. Đúng không nào? Tiếp theo, bức tranh số 3, chúng ta thấy có một bus stop là trạm dừng xe buýt ở đây. Và mũi tên chỉ băng qua trạm dừng xe buýt. Vậy chúng ta có thể suy ra bức tranh số 3 sẽ là go past the bus stop. Bức tranh số 4 là bức tranh có mũi tên chỉ rẽ trái phải không nào? Có hai ngã rẽ ở đây thì rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên. Vậy là có thể là take the first turning on the left.
rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta có bức tranh số 5. Mũi tên chỉ đi vào một con đường, nhưng chỗ này lại là chỗ cuối của con đường rồi, phải không nào? Vậy chúng ta có thể suy ra câu số 5 sẽ, bức tranh số 5 sẽ nối với go to the end of the road, đi đến cuối của con đường. Tiếp theo, câu số 6. Mũi tên chỉ đi dọc theo một con đường. Vậy chúng ta có thể hiểu là bức tranh số 6 sẽ nối với go along the street. Và cuối cùng, bức tranh số 7. Mũi tên chỉ đi từ phía bên này đường sang bên kia, phải không nào? Chúng ta sẽ nối với cross the street, hãy băng qua đường. Vậy là chúng ta đã làm xong bài 5 rồi. Chúng ta sẽ sang bài 6 nhé. Bài 6 là một trò chơi. Chúng ta có work in pairs. Give your partner directions to one of the places on the map and he or she tries to guess then swap. Có nghĩa là hãy làm việc theo cặp. Hãy chỉ hướng cho bạn đến một nơi trên bản đồ và bạn ấy sẽ cố gắng đoán, sau đó là đổi vai. Chúng ta có một ví dụ ở đây. Bạn A nói, go straight, take the second turning on the left, it's on your right. Có nghĩa là đi thẳng, rẽ trái ở lối rẽ thứ hai bên tay trái. It's on your right, có nghĩa là nó nằm ở bên phải. Bạn B hỏi là, is that the art gallery? Có phải là phòng triển lãm nghệ thuật phải không? Bạn A trả lời là, no, try again. Không phải đâu, thử lại đi. Và bạn B hỏi tiếp, is that the railway station? Có phải là trạm ga xe lửa không? Và bạn A trả lời là, yes, it is. Đúng, đúng rồi. Vậy, đây là, các em hãy nhìn vào bức bản đồ này nhé. Đây là vị trí của các em. Thế như bạn A nói, chúng ta phải đi thẳng, sau đó là rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai, phải không nào? Chúng ta sẽ đi thẳng, sau đó rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai là vào đây. Đúng không nào? It's on your right, ở phía bên tay phải. Vậy thì chúng ta nhìn về phía bên tay phải, chúng ta sẽ có railway station. Vậy là chúng ta đã đi được đến nhà ga xe lửa rồi. Các em có thể chọn những chỗ khác trên bản đồ, ví dụ như là park, công viên, hoặc là quán cà phê, cafe, hoặc là bus stop, trạm dừng xe buýt. Vậy các em hãy cùng với bạn của mình để chơi trò chơi này nhé. Chúng ta đã làm xong phần Getting Started của Unit 4 rồi. Hẹn gặp lại các em ở trong các video phía sau. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.